Xin chào quý vị khán giả trở lại với kênh Bình luận viên Tạ Biên Cường Plus. Tâm điểm của vòng 10 Premier League 2023-2024 sẽ đổ dồn về Old Trafford, nơi đội chủ nhà Manchester United tiếp đón đương kim vô địch Manchester City. Trận derby thành Manchester thứ 191. Quỷ đỏ từ một đội bóng như trên bờ vực khủng hoảng đã trở lại với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù những chiến thắng vẫn không hoàn toàn thuyết phục, nhưng hiện tại khoảng cách trên bảng xếp hạng của họ với đội bóng hàng xóm Man City ở Premier League chỉ là 6 điểm. Còn khoảng cách đến top 4 đang là 5 điểm. Ở những trận đấu gần nhất, cả hai đội đều được hưởng niềm vui chiến thắng tại đấu trường UEFA Champions League. Manchester United có 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của hai cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất từ đầu mùa là Harry Maguire và Andre Onana. Trước đó, sân Old Trafford cũng đã chứng kiến một cuộc đối đầu đáng nhớ khác khi Scott McTominay mang về 3 điểm trước Brentford bằng 2 bàn thắng trong những phút bù giờ hiệp 2. Và đến vòng đấu gần nhất, tuyển thủ Scotland tiếp tục nổ súng vào lưới của Sheffield United. Số bàn thắng của McTominay trong 2 lần ra sân gần nhất thậm chí còn nhiều hơn 70 lần trước đó của anh. Nếu đó thành Manchester đã ghi bàn trong mọi trận đấu ở Old Trafford tính từ đầu mùa trước, ngoại trừ 2 cuộc đối đầu với Crystal Palace và Southampton. Mặc dù vậy, đến thời điểm này của mùa giải 2023-2024, Manchester United vẫn chưa một lần giữ sạch lưới trên sân nhà, dù đây từng là pháo đài rất vững chắc của họ. Phía bên kia chiến tuyến, Erling Haaland đã tìm lại được cảm giác ghi bàn ở đấu trường châu Âu. Cú đúp của tiền đạo người Na Uy cùng bàn thắng của Manuel Akanji giúp Man City đánh bại Young Boys 3-1, có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Champions League. Ở Premier League, đoàn quân của Pep Guardiola cũng tránh được thất bại thứ 3 liên tiếp bằng 3 điểm trên sân nhà trước Brighton nhờ những pha lập công của Julian Alvarez và Haaland. Trước đó, Man City đã thua liền 2 trận trước Wolverhampton rồi Arsenal trong những ngày họ không có sự phục vụ của tiền vệ Rodri do thẻ đỏ. Bất chấp những lo ngại trước khi phải đá trên mặt cỏ nhân tạo của Young Boys, không có thêm ca chấn thương nào trong đội hình của Manchester City. Các trụ cột cũng được nghỉ ngơi ở trận đấu đó. Nhà đương kim vô địch sẽ hành quân từ Old Trafford với đội hình gần như là mạnh nhất. Kyle Walker, John Stone và Josko Gadion có thể sẽ trở lại đội hình xuất phát để đồng hành với Ruben Dias ở hàng phòng ngự do Akanji vừa nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Phía trên, bộ đôi Bernardo Silva và Phil Foden đều ngồi dự bị hồi giữa tuần nên nhiều khả năng sẽ ra sân từ đầu. Ngược lại, bên phía Manchester United nguyên một hàng thủ bao gồm Lisandro Martinez, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka và Tyrell Malacia đều vắng mặt. Ngoài ra là sự vắng mặt ai cũng biết mang tên Jadon Sancho. Mặc dù vậy, các cổ động viên Quỷ Đỏ một lần nữa sẽ hy vọng Harry Maguire tiếp tục trở lại với phong độ cao nhất như màn trình diễn gần đây. Trong thành phần của Manchester City sẽ có một người tự hào về các thành tích đối đầu với Man United, đặc biệt trên sân Old Trafford. Đó không ai khác chính là huấn luyện viên Pep Guardiola. Ông dường như đóng vai trò là một nhân vật phản diện chính tại nhà hát của những giấc mơ kể từ khi dẫn dắt nửa xanh thành Manchester bắt đầu từ năm 2016. Trong 39 huấn luyện viên khác nhau đã có 5 trận trở lại đối đầu với Man United tại Old Trafford. Pep Guardiola là người duy nhất có tỷ lệ chiến thắng trên 50%, cụ thể là thắng 4 trên 7 trận, tỷ lệ 57%. Ngoài ra, xét trên những thuyền trưởng có tối thiểu 10 lần gặp United trên cả sân nhà lẫn sân khách, Pep là người duy nhất có tỷ lệ thắng đạt 50%, cụ thể là 7 trên 14 lần. Chỉ có huấn luyện viên Arsene Wenger có nhiều chiến thắng trước Manchester United hơn Pep mà thôi, với 12 lần. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng của giáo sư chỉ là 27,3%, cụ thể là 12 trên 44 trận. Đây là điều dễ hiểu bởi huấn luyện viên Arsene Wenger có số lần gặp Manchester United nhiều hơn hẳn. Trước đây, huấn luyện viên Pep Guardiola từng đánh bại hai đồng nghiệp Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford. Và hiện tại, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội trở thành huấn luyện viên Man City đầu tiên thắng 3 huấn luyện viên Man United trên sân khách tại giải đấu số 1 nước Anh. Trung bình thuyền trưởng của Man City kiếm được 1,86 điểm mỗi khi tới Old Trafford trong một trận đấu thuộc Premier League. Xét trên thành tích với những đội bóng còn lại trong Big Six, chỉ có Arsenal khiến The Citizens kiếm được số điểm trung bình nhiều hơn trong những thống kê tương tự. Kể từ khi Pep tới nước Anh, Man City đã kiếm được nhiều hơn Man United 142 điểm, nhiều hơn 59 trận thắng và ghi được nhiều hơn đối phương 226 bàn thắng. Ngoài ra, cựu thuyền trưởng Barcelona cũng là một trong 3 huấn luyện viên từng giúp đội bóng của mình ghi 4 bàn trở lên vào lưới Man United trên một lần ở Premier League. Hai người còn lại là Jurgen Klopp và Kevin Keegan.
Tất nhiên những người theo dõi trận đấu này sẽ chưa quên được những gì xảy ra trong lần gần nhất Pep Guardiola và các học trò hành quân tới Old Trafford. Jack Grealish đưa Man City dẫn trước ở phút 60 với cú đánh đầu chính xác từ đường truyền của Kevin De Bruyne, người vẫn chưa thể trở lại vào lúc này do chấn thương dài hạn. Nhưng rồi chỉ trong vòng 4 phút từ 78 đến 82, đội chủ nhà có được hai bàn thắng của Bruno Fernandes và Marcus Rashford giữ chọn 3 điểm ở lại với Old Trafford. Đây là chiến thắng thứ hai trên sân nhà của Man United từ tháng 4 năm 2015. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ký ức đẹp hơn thuộc về Man City, nhưng không phải một trận đấu ở thành phố Manchester mà là ở trận chung kết FA Cup diễn ra tại Wembley. Đó là trận đấu mà Ilkay Gundogan đã mở tỷ số chỉ sau 12 giây bóng lăn với cú vô lê tuyệt đẹp đánh bại David De Gea, bàn thắng nhanh nhất lịch sử các trận chung kết FA Cup. Nếu có được 3 điểm trước Man City cuối tuần này, Man United sẽ có lần đầu tiên thắng liên tiếp các trận sân nhà trước gã hàng xóm kể từ chuỗi 3 trận từ mùa 2008-2009 đến 2010-2011. Kể từ giai đoạn sau nửa xanh thành Manchester bắt đầu đảo ngược ván cờ tại Derby Manchester khi thắng 13 trên 24 trận kể từ mùa 2011-2012. Trước đó họ phải cần tới 62 trận kể từ năm 1970 để có được số trận thắng tương tự trong các trận derby nói trên. Bên cạnh đó, Erik ten Hag có thể trở thành thuyền trưởng Man United đầu tiên trong lịch sử có hai chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước Man City chỉ trong hai lần gặp đầu tiên. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng cho biết rõ đối thủ nguy hiểm ra sao dù họ vẫn đang nằm ở gần giữa của bảng xếp hạng. Derby Manchester là một trận đấu khác và chúng tôi có tới 87 điểm phải giành giật ở Premier League. Trận đấu này rất quan trọng, đặc biệt sau khi Man United có được sự tự tin sau chiến thắng trước Copenhagen và sẽ luôn khó khăn khi thi đấu ở Old Trafford. Nhưng chúng tôi có thời gian để chuẩn bị và làm mọi thứ nhiều nhất có thể. Manchester City mùa này có những sự sa sút nhất định, ít nhất là so với hành trình ăn 3 mùa trước. Tính trên mọi đấu trường, The Citizen mới chỉ giữ sạch lưới 3 trong tổng số 14 trận đã đấu. Ngay cả một đội bóng tí hon ở châu Âu như Young Boys cũng có thể tìm đường vào mảnh lưới của Ederson. Đây là một trong những lý do Man United có thể có cơ hội cộng thêm sức mạnh tinh thần từ điểm tựa Old Trafford. Đổi lại, dù có nhiều vấn đề thì đội khách vẫn còn một ngôi sao, một bộ não thiên tài mang tên Pep Guardiola. Một vài bàn thua hay những trận giữ sạch lưới có thể không là vấn đề đối với đoàn quân của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Quan trọng là ông vẫn vận hành khối đội hình Man City đi đúng hướng. Một cuộc chiến xanh đỏ và màu nào sẽ phủ kín sân Old Trafford, phủ kín thành phố Manchester trong trận cầu Super Sunday thuộc vòng 10 Premier League Day. Quý vị hãy đưa ra dự đoán của mình trong phần bình luận. Đừng quên ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ. Đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh Biên viên Tạ Biên Cường Plus quý vị nhé. Chúc quý vị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.